Ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long thông tin về một vụ đuối nước đau lòng xảy ra tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hai cháu nhỏ đã đuối nước trong bể bơi của căn hộ nghỉ dưỡng. Một trong số đó, cháu bé 4 tuổi đã tử vong. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy, vào sáng ngày 4 tháng 6, được biết về việc hai cháu bé bị đuối nước tại bể bơi của căn hộ nghỉ dưỡng tại phường Bãi Cháy. Điều đáng chú ý là gia đình của hai cháu trú tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, thuê căn hộ này từ 14 giờ ngày 3 tháng 6. Bể bơi với độ sâu khoảng 1,4 mét nằm trong khuôn viên của căn hộ đã trở thành nơi xảy ra sự cố đau lòng này. Do sơ suất trong việc giám sát, khi bố mẹ mải mê chụp ảnh phía trước khuôn viên, hai cháu đã rơi xuống bể và bị đuối nước vào chiều cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã đưa hai cháu đến bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu và sau đó chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Rất đáng tiếc khi cháu B, N, B, C sinh năm 2020 đã không qua khỏi do tổn thương não nghiêm trọng và các vấn đề sức khỏe phức tạp khác. Trong khi đó, cháu B, N, C, A sinh năm 2017 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sau khi bị ngạt tuần hoàn và ngừng hô hấp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.